về Su Spirit, anh ta nên cẩn thận. Spirit đã lao lên rồi, chỉ là một tiếng đạp stun một người thôi, tuy nhiên đã có ultimate được à, swap Phoenix ra để có thể hứng chịu lượng đam hộ mình. Tuy nhiên về Su Spirit vẫn phải lên bảng điểm số. Ôi, chạy ngay đi. Xem T8 cùng hai bạn Creative VN tại Nimo TV. Không khí gaming đỉnh cao mọi lúc mọi nơi với Nimo TV. MoMMR.com, học chơi Dota 2 đơn giản và hiệu quả. MoMMR là một nền tảng hướng dẫn chơi Dota 2 ưu việt với đầy đủ các tính năng như giúp bạn lựa chọn hero theo role, win rate, hướng dẫn chơi từ cơ bản đến nâng cao qua hệ thống video, phân tích hero chuyên nghiệp đầy đủ. Hãy đăng ký ngay gói Go Pro để sử dụng đầy đủ các tính năng của trang web. Hơn nữa, ở phiên bản cập nhật mới nhất, MoMMR đã thêm vào những tính năng mới vô cùng hấp dẫn. Weekly Cup với phần thưởng là những món đồ Arcana cho những người thắng cuộc. Hệ thống nhiệm vụ phân cấp với phần thưởng là coin sử dụng trên trang web. Phân tích sau trận đấu một cách chi tiết từng hành động của bạn. So sánh lối chơi của bạn với những Gosu hàng đầu thế giới. Dự đoán kết quả T8 một cách khoa học theo thông số với MoMMR và có cơ hội sở hữu những món quà giá trị. Hãy sử dụng ngay MoMMR để trở thành cao thủ Dota 2. Rồi, chúng ta đã có game đấu đầu tiên giữa Optic Gaming và Team Serenity. Và Optic Gaming họ ban đi Necroforce, CM cũng như là World King. Trong khi đó Serenity ban đi Nhệ, ban đi Kiến và ban đi Enchanted và pick cho mình vào Myanna cũng như là Phantom Lancer. Và Optic Gaming sau khi họ có một phân tích VS rồi, và đây là pick thứ hai. Hoàng Ngô, em đánh giá như nào về lượt pick của cả hai team ở thời điểm hiện tại? Em dự đoán là Optic đang hướng về một đội hình là Starborn ở thời điểm mid game. Còn bên phía team Serenity họ pick cho mình hai con carry là con PL và con Myanna. Đây là con hai con carry rất cần farm. Mà bên phía team Optic họ đã ban đi những con offlane gây khó chịu như là con Red King này, hay là ban đi những con hero có khả năng spam skill vào thời điểm early những game như con CM. Thì Serenity em nghĩ là sẽ hướng đến một trận đánh vào thời điểm late game. Nhưng mà tuy nhiên là Optic Gaming họ lại pick ngay vào một con Brewmaster. Một con Brewmaster mà có thể nói là cái khả năng mà đi lên đi con carry của đối phương rất là dễ, khi mà đối phương chỉ là một con PL thôi. Rất sợ những cái ném mid đến từ con Brewmaster, cũng như cái việc mà sử dụng cho mình cái skill 1 cũng như là ulti đánh nhau thì early game với con Brewmaster này sẽ rất là khỏe. Và tiếp tục Optic Gaming họ ban đi Anain, trong đó Serenity ban đi TA, ban đi những con hero tủ có thể nói là những cái con tủ mà có thể nói là chất nhất của CCNC cũng như là 33. Và bây giờ sẽ được ban tiếp theo, ban đi Undying đến từ Optic Gaming, thậm chí là ban đi cả Lich. Sao thế nhỉ? Có lẽ là họ muốn đánh một con carry gì đấy rất là yếu. Em nghĩ có thể là ban Undying và Lich này thì có thể đánh con carry như kiểu là Spectre, đánh hoặc là những con carry có khả năng counter PL. Thật ra thì đánh giá với team Optic Gaming thì anh cảm thấy Optic Gaming điểm yếu của Optic Gaming phần nhiều đang là ở vị trí của CCNC cũng như là Pycat. Cái điểm yếu của CCNC là anh ấy đi mid gần như là không bao giờ outlink được cái lên mid cũng như là có thể gọi là farm hòa. Thường thường lúc nào sẽ là một là farm hòa, hai là farm yếu hơn hẳn. Trong khi đó thì Pycat, một carry có thể là nổi tiếng rất lâu rồi, nhưng mà anh ấy lại chỉ đánh thuận tay những hero tay ngắn thôi. Đánh vào những con hero tay dài như kiểu là Venom hay là gì đấy, chúng ta đánh thế cực kỳ khéo, kể cả là cầm hổ. Anh thì đánh rất là không hay. Thì không biết là trong game đấu này thì team Optic Gaming họ định xoay game đấu như nào. Và Serenity họ ban đi Tiny và pick vào Elder Titan, một con hero lạ rồi, một con hero khá là đặc trưng của người Trung Quốc. Nếu mà đã có được con Myanna này thì em nghĩ support của bên phía Serenity có thể là những con setup stun như kiểu SD hay là bên. Và họ đã pick vào một con ET rồi. Thì bây giờ thì Serenity cái lượt, anh cảm giác như là combat của Serenity đang hơi khỏe khi mà họ có một con Myanna với cái Moonlight Shadow để setup và một Elder Titan. Những cái tình huống mà đập cái Spirit ra xong rồi dậm stun xong rồi cast ulti rất là hợp lý thì hoàn toàn thì kết thúc được team Optic Gaming. Và nếu như VS của team Optic họ không lựa chọn, anh ấy không lựa chọn được một vị trí đẹp để có thể swap cứu thì hoàn toàn trong một turn sổ vào đến từ Serenity, Optic Gaming sẽ mất người và cứ thế họ sẽ thua rồi. Thì không hiểu là Optic Gaming họ sẽ lựa chọn con gì.
vẫn còn vài set dành cho Optic Gaming, vài set Rogue. Và đây là một dual pick của Optic Gaming. Nếu mà pick vài set thì em nghĩ là bên phía team Optic họ không thể nào mà counter được con PL. Quan trọng cần thiết là bây giờ họ phải làm nào để có thể ngăn cản con PL ở thời điểm late game cũng như là mid game. Rồi, pick vào một con Zakiro. Zakiro, vậy là đúng là đánh deadpool thật. Và Optic Gaming họ muốn đánh deadpool. Tuy nhiên Serenity họ có lượt pick tiếp theo rồi. Có con Zakiro này thì em nghĩ có thể pick được một con Rubik để cướp được cái iPad, hay thậm chí là cướp được cả cái hoàng gấu của con Brew nếu mà timing chuẩn. Hoặc cũng có thể là pick vào bộ combo là Naga xong rồi. À đâu, không phải Naga thì có con ET rồi thì sẽ pick vào con SD Rubik hoặc là Bane. Những con hero của Hoàng Ngô và Sockz thì anh cảm thấy như là nó thường phụ thuộc vào các player đánh support họ có đánh quen tay hay không. Thực sự là như vậy. Bên thì chắc chắn là ai, nói đến bên thì ai cũng nghĩ tới đó chính là solo. Nói đến như SD tôi cảm giác là giải đấu này thì rất ít Puppy, may ra thì có Puppy anh hay lựa chọn SD cho mình. Đấy, chính vì thế mà bây giờ bảo hay là kể cả Rubik thì chúng ta thấy là rất ít khi chúng ta được chứng kiến Rubik được xuất hiện trong những game đấu này, trừ khi đó chính là Giáp Do trong game đấu vừa rồi. Rubik thì với cái kháng phép cũng như là cái bật tắt cái skill 3 thì có thể gây ra thêm cái trừ kháng phép của con ET nữa thì nó gây ra lượng kháng phép rất là lớn. Mà Rubik đang là một set game số 1 của Hoàng Ngô ở thời điểm hiện tại thì không hiểu là những Serenity họ lựa chọn con gì đây. Đúng không? Họ pick cho mình đó chính là Silencer. Nhận thấy ra Optic Gaming trong cái một turn sổ vào đến từ Brewmaster hay là VS Swap thì một cái Global Silencer thôi. Nó sẽ ngăn cản được tấn công của Optic Gaming. Một lượt pick mà anh đánh giá là rất là hay đến từ Serenity. Tuy nhiên Optic Gaming họ có thể đánh theo một cái lối như tôi đã nói từ đầu thôi. Đó chính là Draw với cả Vyset. Không cần quan tâm lắm tới cái Global Silence. Thực sự sát thương vật lý của Optic Gaming sẽ được đặt lên cao. Tuy nhiên đội hình của Serenity họ đang thiếu mất những stun chủ động. Đúng rồi, vẫn chỉ đơn giản là cái stun phải cần phải setup đến từ Aether hay bản thân là Mirana. Nhưng cái Arrow thôi thì Arrow là cái một cái skill mà nó định hướng, chính vì vậy mà cái khả năng né nó cũng rất là dễ. Rồi, pick vào Storm đến từ vị trí của Optic Gaming. Có vẻ như đây là một con Storm dành cho 33, đây là Storm của CCNC rồi. Nhận thấy cái việc là biên Serenity không có một stun nào, không có hero counter quá mạnh vào con Storm này ngoài cái ulti của Silencer, nhưng mà phải đạt level 6. Hơn thế nữa thì nếu mà Storm farm nhanh lên cái lock thì có phải counter gần như toàn bộ đội hình của Serenity. Đúng rồi, counter từ cái việc mà E Titan combo hay đó chính là Global Silence. Optic Gaming thì họ có vẻ như là một chút lợi thế rồi. Team Serenity họ ban đi con Lightstealer, không hề ban đi Drow. Ban đi Lightstealer để tránh cái bộ combo đến từ Storm hay là Storm với cả Lightstealer. Hơn thế nữa thì con Lightstealer là con hero counter rất mạnh và con ET. Chưa kể cái việc mà nói thẳng và nói thật luôn là Pycat cũng là một người đánh tốt con hero này. Thì ban đi Lightstealer là một sự lựa chọn hợp lý của Serenity rồi. Đây, chúng ta thì thấy đây là khuôn mặt, theo tôi nhớ không nhầm, đây là CCNC thì phải. Người Mỹ 19 tuổi, rất trẻ. Và nếu như mà tôi nhớ không nhầm thì có vẻ CCNC là không ưa Sumail cho lắm. Chính vì vậy bản thân là hai đội team này, Optic Gaming kiểu với cả team EG khá là kèn cựa nhau. Và chúng ta thấy là PVD cũng như là CCNC là thuộc một phe, và bên kia đó chính là Sumail cộng đồng đội. Tuy nhiên thì có vẻ bây giờ EG đang comeback mạnh hơn là Optic. Optic Gaming vậy không có cơ hội gáy nữa rồi. Nếu như cái game đấu này mà thật ra thì để có thể được cho Optic Gaming hoặc gặp EG thì nó hơi khó, bởi vì thực sự EG họ đang ở nhánh thắng rồi. EG đang ở một cái chiếu trên rất là lớn so với cả Optic Gaming. Và Bani Huska đến từ Optic Gaming và họ pick vào con gì đây? Pick vào Spec rồi. Đúng như những gì Hoàng Ngô dự đoán. Đội ban đi Underling, ban đi Lick là để pick vào Spec. Nhưng mà Spec để đối đầu với một con PL thì em đánh giá như thế nào? Em nghĩ là nếu mà đánh với lên game thì Spec hoàn toàn nhỉnh hơn. Spec hoàn toàn nhìn hơn khi mà nó có khả năng sử dụng cho mình cái hull để bay ra sau, kết thúc những con support như kiểu Ender Titan hay là Silencer, xong đó mới kết thúc PL cuối cùng. Ok, đấy là lineup Optic Gaming, họ đã có đầy đủ lineup rồi. Trong đó Serenity họ có một lượt last pick. Cái lượt last pick là của họ bắt buộc phải là last pick thắng mid Storm. Để có thể thắng được mid của Storm thì ở phiên bản hiện tại anh đánh giá là có khá nhiều hero. Tuy nhiên là Storm là một con hero, nó là hero farm bù chứ không phải là hero đi mid. Chính xác. Đi mid nó chỉ là đi hòa thôi. Còn bên phía Serenity bắt buộc phải pick con hero nào có khả năng snowball ở thể mid game, cũng như là có thể ganh lẻ để con Storm này. Thật ra thì có một cái con hero mà khá là hot trong những ngày gần đây, đó chính là Akemit. Em nghĩ rằng Serenity họ có muốn pick con hero đấy không?
nếu mà đã pick PL mà pick thêm Ache nữa thì em nghĩ là hơi tham. Hơi tham. Nhưng mà rõ ràng là đội hình của team Optic Gaming thì họ đang có chưa gọi là, anh cảm giác là sức mạnh của Optic Gaming họ chưa đủ để có thể giết được Ake. Nhất là khi mà nếu như một cái tình huống mà sồ vào đến Optic Gaming, một cái global sẽ lên, ELT nhảy vào combo thì CT họ hoàn toàn có thể lật kèo, và không, CT họ đánh chủ động hơn, họ pick cho mình một Ember Spirit. Và có thể với cái con Ember này thì CT họ sẽ là người vào trước. Một lần thả bóng ra từ Ember, global sẽ lần nổ lên mở ra, và CT họ hoàn toàn có thể kết thúc bất cứ con hero nào của team Optic Gaming. Và ok, đội hình của hai bên đã có rồi. Zai Optic Gaming, Zai cầm cho mình VS, 33 cầm Brewmaster, PPD cầm Zakiro, CCNC cầm Storm, và cuối cùng là Pycat cầm cho mình Spec. Trong khi đó đội hình của CT, một con hổ dành cho SinQ, PL này sẽ là cho ZZZ, Pew sẽ cầm Elden, XCZ sẽ cầm Silencer, và cũng là Ziz cầm cho mình Ember Spirit. Hoàng Ngô, đội hình của hai bên đã có rồi, em nhận định như nào về đội hình của hai bên từ thời điểm early đi? Em nghĩ là bên phía, nếu mà thời điểm early đánh early game thì bên phía Optic sẽ nhỉnh hơn vì còn có những hero Harad nó khỏe. Nhưng mà ở thời điểm mid game thì Sanity sẽ bắt đầu, khi mà con Ember Spirit hay là con ET nó có cái level, độ level nhất định rồi ấy, thì nó sẽ snowball mạnh hơn. Thế còn về thời điểm late game đi, khi mà rõ ràng là có cả Spec, có cả Storm như này thì sao? Late game thì bên phía Sanity em nghĩ đánh giá vẫn là cao hơn, khi mà con ET ở thời điểm late game nó mắc toàn bộ skill 3 ấy, thì cái lượng kháng phép giảm xuống cộng cả con Ember, nó có Ember và Mirana, thì cái lượng kháng phép của nó rất là lớn. Storm mà không có BKB thì em nghĩ là không thể nào đánh được. Ok, đấy là nhận định của Hoàng Ngô, và gần như theo ý kiến của em thì CT họ sẽ hoàn toàn thể chiến thắng được game đấu này một cách dễ dàng, khi mà có những cái lượt pick có thể nói là outing từ đầu game cho đến late game. Hơn thế nữa thì họ lại bị một cái vấn đề là đấy là khi mà spec nó hao ấy mà chưa có manta thì sensor nó chỉ cần bấm ulti thôi, là sẽ không quay ra được, mất những cái hiệu ứng đến từ spec. Và ok, chúng ta sẽ đến với game đầu. He's come for you. Now shall the battle turn. CCNC God. Nhìn qua về cái đội hình thì bên phía team Optic họ sẽ có một cái đua lên, đấy là con Brew, con VS Spectre sẽ được bảo kê đấy, đi lên với cả con Zakiro. Còn bên phía team Serenity thì con Mirana sẽ đi cùng con ET, và Silencer sẽ là người bảo kê cho con PL. Với cái cặp chia lên như này thì trông có vẻ như là team Serenity họ vẫn có lợi thế ở thời điểm early game. Tuy nhiên rằng là chúng ta có một cái lên off của team Optic Gaming, đó chính là Brew và VS, thì trông có vẻ như là Brew VS sẽ nhỉnh hơn rất là nhiều, khi mà đối phương chỉ là một con Silencer và PL thôi. Nhưng thì PL nó không cần quá nhiều những item đắt tiền để có thể farm, nó chỉ cần một cái defuse. Trong khi đó thì con spec này mà muốn đánh game này thì bắt buộc phải có manta, khi mà bên phía Sim Sanity họ có cái chói từ Ember hay là cái Silencer. Silent đến từ phía con Silencer thì phải cần một cái manta. Thì media có thông báo với tôi là Mỹ Bướm đang quay cam, và có lẽ chúng ta sẽ khỏi ở mid khoảng 50 kill thời điểm lên game. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng đây là kênh 23 Creative đang thực hiện gọi là một chiến dịch gọi là triple cam, multi cam cho tất cả anh em xem, nên là yên tâm đi. Kể cả là có Mỹ Bướm quay cam thì cũng sẽ không mít đâu, bởi vì vẫn còn đến 2 đến 3 người media khác hỗ trợ cho Mỹ Bướm. Thực sự thì lúc mà Mỹ Bướm bảo là Mỹ Bướm quay cam thì tôi cũng không tin lắm, nhưng đến thời điểm hiện tại thì có lẽ là sử dụng sức mạnh của gọi là giám đốc thì để tận dụng cái việc đấy. Ok, ở đây sao? Spec đã bắn cho mình cái Dagger rồi. Đây, chúng ta thể chứng kiến đây là một cú quay cam Mỹ Bướm. Vâng, tôi không nhìn thấy bất cứ cái gì, không, mắt tôi. Trời ơi, tôi không nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Vâng, cảm ơn anh. Một tình huống quay cam xuất sắc của Carter Mỹ Bướm. Một cú thực sự cực kỳ đẫm. Đấy, PPD còn phải cười mỉm, không biết nói gì hơn nữa rồi. Thực sự thì tôi nghĩ là team media nên thay người. Nếu cứ để như này thì chắc chắn là kênh 23 sẽ bị report sớm thôi. Không sớm thì muộn cũng sẽ lên Reddit. Và xin kill sẽ đi vào peel ở cái dưới lên bot này.
khi mà đối đầu chỉ là một con Zakiro cũng như là Spec thì anh đánh giá có vẻ trông như là cái lên bot này Serenity họ sẽ nhỉnh hơn rất nhiều rồi. Trong khi đó mid là kèo Storm và Ember, em nhận định như nào về kèo đi mid như này? Em nghĩ là ba level đầu thì Storm sẽ nhỉnh hơn, nhưng mà khi mà con Ember nó bắt đầu mắc cái giáp của nó thì Storm sẽ rất là khó để đi được Ember. Và quan trọng là Ember phải đánh khéo để không bị dính skill 1 của Storm thì nó sẽ không bị nổ giáp. Tuy nhiên là con Storm thì nó hoàn toàn thể gọi là farm bù cái thể mid game. Tôi gọi là sau khi mà con Storm được level nó hoàn toàn thể đi vào rừng stack creep và spam cái skill 1 để farm. Thực ra thì cả Ember Storm đều là những hero farm bù nhanh. Ôi, và chúng ta thì thấy là rõ ràng CCNC anh đã có lợi thế một chút rồi. 6-0 ở turn creep, gọi là ở phút đầu tiên thì con Storm đã có 6-0 rồi. Last hit cực kỳ tốt đến từ vị trí của CCNC. Và đây là cái tình huống mà kể cả creep vào trụ. Đó là một tình huống mà ZID anh ấy để cho creep vào trụ. Anh ấy hình như là theo nhớ không nhầm là không break creep, không block creep và creep vào trụ. Tuy nhiên Storm của CCNC vẫn last hit rất tốt. Nhưng mà người thiện nờ đang rất là ngang hàng với Storm, nó chỉ là PL trên top. Có vẻ như là Brewmaster cũng như VS đang không làm khó được cho con PL này của ZZZ. ZZ là một trong những player carry hàng đầu Trung Quốc. Đã có từng một thời gian là lên top rank của bên server Trung Quốc rồi. Một cái server rất là chai hát. Tuy nhiên là ZZ anh ấy vẫn lượng, gọi là vẫn có được một cái thứ hạng rất cao. Và bây giờ gần phút thứ 2 rồi, sẽ là một cái run ở run DD ở trên top. Nếu như Ember hay Storm ăn được cái run này thì đây những cái lợi thế mà rất đáng kể ở thời điểm early game. Và anh nghĩ rằng cái run này sẽ thuộc cho JYD. Có run DD rồi, Ember thì cái kiểu rồi VS đang gặp nguy hiểm. Mở double răng rồ ra, nhưng mà ZZZ hoàn toàn thể chết ở đây. Khi mà đó chính là con Brewmaster có thể đấm vào được một hit nữa thôi đến từ 33. Nào có kịp hay không? Và first blood rồi, 33 có first blood cho mình. Trong khi đó đằng sau Zai đã an toàn khi mà cắn cho mình được một bình máu to. Sử dụng Fortify lên Grip để cho Storm không thể last hit được hai con Grip này. Và có run DD rồi. Ember đã Wattle rồi. Storm đã Wattle rồi. Bất ngờ thì Zai lấy được mạng của XCJ. Có vẻ như con Silencer với con PL cái lên này là hơi khèo thì phải. Thực ra là Silencer vẫn cần phải có level để nó mới có thể đi được cái lên này. Và Silencer TP the mid có lẽ để sạc bottle cho Ember. Storm của CCNC. Và đây anh nghĩ là đây một cái kèo mà CCNC đang đánh tốt hơn rất nhiều rồi. Rõ ràng là so với các player đi mid như kiểu Miracle thì CCNC sẽ đi với cả những player Trung Quốc sẽ tốt hơn một chút. Ember tăng điểm skill 2 để có thể né cái bóng của Storm. Và anh ấy tăng có lẽ là mắc 3 trước thì phải. Anh thấy bây giờ họ thường tăng gọi là đều điểm 1 với điểm 3 để có thể cho một cái lơn số lên, thì vừa cái việc mà trói đối phương lâu, xong rồi cùng với đó là cái hiệu ứng sát thương đến skill 3, thì em đánh giá như nào về cái lối build đấy, skill đấy ở thời điểm hiện tại? Em thì em thích mắc 3 hơn, tại vì Storm là con hero nó harass chủ yếu đầu game và nó phép. Thế nên là nếu mà đi với Storm thì nên mắc 3 trước, còn nếu mà đi với cả các con hero khác như kiểu là ví dụ như chúng ta kiểu như em bơ em biển thì em đánh giá sao? Bởi vì anh thấy rõ ràng là cái skill 1 của con Ember nó chói, nó khả năng đốt đam rất là tốt. Và con Ember sau khi chói thì nó có thể phối hợp với cả cái những cái hit đánh tay. Như là Ember chói Storm, nhưng mà nếu mà nó đặt cái cháp ra nổ giáp thì cái vấn đề là chói nó không ảnh hưởng quá nhiều. Ở đây cũng pha chém chói. Rồi, nhưng mà CCC vẫn được. Còn xoài, vẫn còn cả Fairify. Và CCC về được. Rồi, Leap lên đâu và bài cát quá chủ quan rồi. Mà chưa kể đến một tình huống mà Zakiro của PVD anh ấy lùi về để pull creep. Và đến một tình huống mà đưa bài cát vào một cái vị trí khá là nguy hiểm. Và Simkiu cũng như là người đồng đội của mình đã không bỏ lỡ cơ hội đấy. Một cái mạng của con Spectre. Ở đây Ember đã bắt đầu farm hòa được rồi. Thậm chí còn làm lại Arrow. Ủa, một tình huống mà combo đâu không thể nào chuẩn xác hơn đến từ thành viên của team Serenity. Và bye bye PPD. Cái skill 1 của con ET được bắp lên, bây giờ mà support phải có giày thì may là nó có thể chạy ra khỏi cái skill 1 của nó. Đấy, AOE đúng không? Và đây thì Zai đang gặp nguy hiểm và Zai hoàn toàn có thể chết ở đây. ZZ còn mana không? ZZ hết mana rồi. Nếu như tình huống đấy mà ZZ còn mana thì hoàn toàn có thể sử dụng skill 1 để có thể lấy được mạng của Zai. Nhưng hơi khó rồi. Rồi, chúng ta có thể thấy là đây là một con PL mới chỉ có level 3, trong đó Brewmaster đã có level 5 rồi. Có vẻ như đây là một cái lane mà có thể nói là áp đảo toàn diện đến từ thành viên của team Optic Gaming.
Trong khi đó một pha mà Silencer anh ấy di chuyển ra đằng sau để có thể một tình huống mà cú vét vào người của VS, nhưng mà rất tiếc là VS của Zai tính toán rất chuẩn xác và di chuyển đi về. Chênh lệch đây là 1000 gold đến cho Optic. Có lẽ là vào thời điểm e game thì bên phía Optic họ đi mạnh hơn. Và thật sự thì ở cái lên bot, với cái việc mà được đi lên bot thì con Spec này nó cũng không ngại ngần lắm. Tuy là chết một mạng nhưng mà con Spec này vẫn đang có cái lượng farm rất là ổn định. Và cả Storm lẫn cả Ember đều đã có level 6 rồi. Thì anh nghĩ rằng hai con hero này sẽ không gọi là không thể chém giết được nhau nhiều đâu. Rồi stun vào người VS. Có Run DD, phá được Run DD rồi. Nếu như trong cái tình huống này Zai không kịp phá Run DD thì anh nghĩ rằng Ember hoàn toàn là solo kill được Zai. Rất khó chịu thì mới được Zai. Tính toán cái việc mà di chuyển cũng như là cái timing skill rất là tốt. Rồi. Thậm chí ở đây hoàn toàn thể giết được Silencer. Và 3-2 dành cho thành viên của team Optic Gaming. Ở dưới này thì Pycat đang gặp nguy hiểm rồi. Và Pycat có thể sẽ chết. Chính xác một chùy thôi. Một chùy lại từ Titan. Và Spec lại chết rồi. Khó rồi. Vẩy skill, vẩy trừ giáp trượt đến từ vị trí của của VS, của Zai. Nhưng mà nên nhớ là 33 đã có cho mình ulti rồi. Chỉ cần một tình huống mà slow được đối phương, 33 nở ulti ra và rất dễ dàng. Pycat phải TP ra mid để sạc bottle cho CCNC. Có vẻ như con Storm của CCNC đang được khá là nhiều sự ưu ái ở đây. Bay vào. Nào. Còn rất ít máu và bay Ember. Một tình huống mà có thể nói là hỗ trợ đến từ Spec. Và Storm lấy được mạng của Ember. Đấy là một tình huống mà như Ember đã dồn hết 3 bóng người to nhưng mà không giết được. Vì con Storm này nó có red drop. Đánh quá khéo đến từ CCNC. Nào có kịp stun hay không? Stun kịp rồi. Và PL sẽ gặp nguy hiểm đây. Có cả Dài. Một vẩy trừ giáp thôi, mất luôn tất cả các đệ. Không, đấy là một tình huống mà có lẽ là giải bóng, gọi là giải phép đến từ con gấu set của con Brewmaster. Và mất bó hai bóng của PL. Và PL gọi như lộ nguyên hình. Và giết rất là đơn giản thôi. Trong khi đó thì Sinkill vừa lấy được mạng VPD ở dưới bot này. Dưới bot thì càng lúc nó trở thành một cái lên hủy diệt rồi của các thành viên của team Serenity. Khi mà Ender Titan cũng như là hổ có level. Nhưng mà chúng ta để ý kỹ, đấy là những cái tình huống mà đi lẻ đến từ tất cả thành viên của team Optic Gaming. Lần lượt là Spec cũng như là con Zakiro đi lẻ ra và chết chưa có lần nào mà 2v2 mà Optic Gaming họ bỏ mạng lại cả. Thế là Spec di chuyển khá là nhiều nên là cái lượng item của Spec được chỉ có một cái Ring Aquila thôi. Phải TP ra mid sáng có tổ không mà chạy thẳng bot. Vừa rồi thì có một tình huống mà Roam anh ra mid đến từ Silencer nhưng mà Storm rất là thính thôi. Không, nếu đấy là một cái tình huống mà có thể nói là con Silencer bait cho con Storm đã bật skill 1 đúng lúc đang tính skill 3, hiệu ứng skill 3 của con Silencer. Và sẽ là một cú Silence khoảng 4-5 giây và Ember sổ vào, nhưng rất tiếc là chỉ cần dính hiệu ứng đến từ Silence phát là Storm bay thẳng về luôn. Đánh rất bó cẩn. Và bây giờ thì Ember đang cố gắng muốn ăn ở vị trí của CCNC. Nhưng khó rồi, chỉ tăng một điểm vào chói. Đây thì Optic đang hướng đến, Brew đang hướng đến một cái Helm Dominator. Có vẻ như mục đích là vũ trụ. Đây sẽ là lên cho mình một cái Helm Dominator, một cái item có thể nói là thu phục được con đệ. Và con bản thân tốc chạy con đệ rất là nhanh. Chính vì vậy mà phối hợp với con đệ đấy thì con Brewmaster hoàn toàn solo kill những con support như kiểu là Ender Titan hay là đó chính là Silencer. Quan trọng đấy là một item vũ trụ mà nó phối hợp với con VS. Thì bên phía team Optic họ đang tỏ rõ cái ý đồ đó, muốn ăn hết tất cả các trụ của bên phía team Serenity. Và cái quan trọng nhất ở cái Helm Dominator đó chính là nó có cái aura hồi máu những tốc đánh. Một trong những cái aura mà cực kỳ khó chịu, úp rất nhiều. Rồi Spec đang gặp nguy hiểm đây. Nhưng mà nếu mà nói về kèo 2v2 thì Pycat khó chết lắm. Thậm chí Pycat còn quay lại phóng cho mình một cái phi tiêu. Và Bill hoàn toàn đang êm ái này kéo được vào người của Ender Titan rồi. Nhưng Ender Titan chưa chết, bay xuống đến từ vị trí của Ember. Và Zakiro của BB đang gặp nguy hiểm. Storm và Storm ở đây có một cái run hết đến từ Ember. Nào, như thế này là quá mạo hiểm rồi. Bắn được cho mình dao ra đến từ vị trí của Spec. Trúng rồi, Ember thậm chí còn tí ngửa. Đến một pha mà Ember chơi cực kỳ hổ báo. Rồi, Spec mở ulti lên. Nào, Spec em ai, Spec em vị trí của Ember hay không? Không bắt kịp Ember. Không bắt kịp Ember. Nhưng mà đến tình huống này anh có vẻ như Spec hình như không có đủ mana, đúng rồi. Spec không có đủ mana để sụp skill 1. Rồi, Storm đây cố gắng bắt vào vị trí của hổ. Hổ hoàn toàn thể chết đây, nào hổ. Ok, Storm. Hổ có leap. Storm hổ sử dụng leap đi. Storm thì lại muốn bay ra để ăn ăn bounty nhưng mà mất ăn bounty rồi. CCNC trong cái tình huống đấy anh tính toán quá nhiều và gần như anh không thực hiện được bất cứ cái mong muốn nào của mình cả. Thế ra thì có thể CCNC cũng sợ cái tình huống mà nếu mà bay lên bắn con hổ thì sẽ bị dính rộng của ET. Có thể là chết ngược. Tại vì con hổ thì nó còn leap, nó còn stick.
Rồi và ở trên top này thì Remaster đang chiếm lĩnh cái đường trên rồi. Thực sự nó là như vậy. Chiếm lĩnh theo đúng nghĩa đen luôn. Put trụ giết hero của đối phương. Không ngừng nghỉ và Remaster này anh nghĩ nếu mà xanh lên hút chứ không phải là lên blink. Không phải là hướng đến một con blue lên tank. Lên một xe một cái pai. Lên Hammer Rubiter thì đã bắt một con đệ. Nếu mà em nghĩ là nếu mà chơi kiểu pro thì có thể bắt được con Satie bé. Satie bé có thể giải được City 3 của Silent. Hay là thậm chí là phá được cả cái giáp phép của con Ember. Đấy là một cái kế hoạch khá là hay. Tuy nhiên là có vẻ như là CCNG anh ý chỉ mở và 3-3 anh mới chỉ gọi là đánh võng lặng lách những cái grip ở gần phía lên top thôi. Chưa dừng tìm kỹ, nhưng vì vậy mà mới chỉ lấy cho mình một Centaur để có thể gọi là đẩy lên. Và bây giờ Optic Gaming họ smoke lần đầu tiên. Và Zai cũng như Storm đang ở đây, một tiếng smoke lên. Gì này, sao CCNC anh cứ gì bay với những cái tình huống mà hơi khèo. Mất quá nhiều mana. GGG đang bị đuổi rồi, mở ulti ra đến Remaster stun được vào người GGG rồi. Nào, đang bị dồn đam và bye bye GGG. Pew ở đây hoàn toàn là gặp nguy hiểm và bye bye Elden. Khi mà có cả Smack ở đây. Cố gắng sử dụng combo stun nhưng mà cập nhật không kịp. Ember bay lên mở global silent lên rồi. Nhưng mà tuy nhiên là vẫn còn build, hổ leap vào. Và mở skill ra đến từ Zakiro và bye bye Ember. Hổ quyết định phải mở đến Moonlight ra đầu để chạy. Nhưng mà có chạy được hay không? Không chạy được, dính một cái phi dao đến từ Vio Spec. Một tình huống phi dao là 2 và 9-6 dành cho Optic Gaming. 3.000 network chênh lệch ở phút thứ 12. Mặc dù là Optic Gaming họ có một cái layup mà có thể nói là khá là... Theo lời Hoàng Ngô thì tầm thời điểm early game thì các thành viên của Optic Gaming họ sẽ hơi yếu một chút. Khi mà đối phương là một bộ combo Ember, Elder Titan, Silencer, Hổ, Hiển các kiểu các thứ. Nhưng tuy nhiên là Optic Gaming họ triển khai thế trận rất là tốt. Và Brewmaster đang có tận 6.000 network vào phút thứ 12. Cái lane của PL này thực sự là lên quá thọt. Không thể nào mà đi được cả Brew với cả con VS. Có vẻ như đấy là do cái kế hoạch đặt ra khi mà đi lên. Các thành viên của team CLT họ không nghĩ rằng cái lane đấy của Optic Gaming lại khỏe đến như vậy. Và bản thân cái việc mà rồi mở ulti ra đến từ Elder Titan. Ở đây thì sao cố gắng dí vào vị trí của Brew khi nhận ra Brew không có ulti. Nhưng mà Brew rất trâu. Thậm chí con Satya của Brew còn đang đấm đá kìa. Chúng ta thấy một ulti ra đến từ BBD. Ba thành viên của CLT bắt buộc phải đi về. Đấy là tình huống mà con Brew thậm chí còn chưa thèm lấy cái hút ra. Có vẻ như cái việc mà lựa chọn lên item của con Brewmaster này đã khiến cho các thành viên của team CLT họ bất ngờ. Một con Brew lựa chọn cho mình đó chính là một cái Fade. Xong rồi lên một cái Hemerometer. Cái lượng start cũng như cái khả năng đánh nhau khi mà có những cái aura búp rất tốt đến từ cái Hemerometer đã khiến cho Optic Gaming họ thắng cái lên top, họ thắng áp đảo đến như nào. Chúng ta thể thấy là PL bây giờ mới chỉ có 3.000 network thôi, đứng vị trí thứ 5 từ dưới lên. Và Brewmaster thời điểm này anh đã có 4 mạng rồi. Storm của CCNC là 3-0, 3-0-2. Ember đang muốn hướng đến một cái rời bay để rác game. Nhưng mà em nghĩ là trong tình huống này thì lên là rồi. Băng được vào người vị trí Ember rồi, nhưng mà không có follow down. Rất khó, băng có lẽ chỉ mới level 1 thôi. Giữ chân được khoảng 0.5 giây. Tuy nhiên rằng đây là lộ ra một cái chiến thuật, đó chính là thành viên của Optic Gaming họ sẽ đẩy mid. Và bây giờ Smack đang được tạo khoảng trống để có thể farm ở trên bot. VS TV ra mid rồi, những cái tình huống Smoke 3 người đến từ Optic Gaming. Optic Gaming đánh rất chủ động trong cái game đấu này. Và không có sai để có thể phát hiện ra cái việc swap, việc Smoke này. Đang muốn là dừng tìm PL nhưng mà coi PL là ở trên top. Trong khi đó đây thì sao, Ember đâu băng được vào rồi nhưng mà có giết kịp hay không. Ember bật skill 2 và mở ulti và về được. Trong khi đó Spec đang gặp nguy hiểm trên top này. GGG đối đầu với Pycat. PL đối đầu với Spec ở thời điểm này. Combo stun trúng được 2 người đến từ Elder Titan. Nhưng mà có vẻ là chỉ làm chậm bên phía Optic phút thôi chứ còn không thể nào ngăn cản được cái đợt phút này. Khi mà bên phía team CNC có quá nhiều đồ đánh nhau ở thời điểm này. Rồi chúng ta thấy là con Brewmaster này nó càn phá như thế nào. Đang hướng đến một cái Pai, hướng đến Pai để counter lại liệu nó phép với con ET hay là con Ember. Rồi một tình huống vẩy trừ giáp và ăn được tất cả các bóng của PL, mỗi con 5 đồng. Đấy là một cú gọi là có lẽ vẩy ăn hàng rất là nhiệt tình đến từ Zai. Và mới chỉ có khoảng 14 phút thôi thì cái hai trụ trên top cũng như một cái trụ ở mid của team Serenity đã nổ rồi. Và bây giờ thì Optic Gaming họ có ulti của Brewmaster, ulti của Spec. Họ sẽ tiếp tục triển khai đẩy vào cái lên mid này. Rồi Ember đóng băng ra, mở Moonlight Shadow ra đến từ hổ. Nhưng mà Storm lại bay về, có vẻ như là dính skill đến từ con Silencer thì không vui một chút nào. Tuy nhiên là những cái tình huống càng di chuyển mất thời gian như này thì đây sẽ là những cái khoảng trống vô định dành cho Serenity họ để có thể farm. Và run bounty sẽ là chia đều cho cả hai team ở phút thứ 15. Ember đang muốn hướng đến thẳng luôn một cái bố set. Vậy là bỏ qua rể bay.
Thật thì đúng là Ember đã phải nghe lời Hoàng Ngô. Nếu như Ember lựa chọn cho mình giấy bay thì chắc chắn là cái thời điểm đầu game như này Celtic sẽ rất toang. Nhưng mà nếu mà lựa chọn cho mình một bố set thì nó sẽ khác. Ở đây thì Brewmaster đang gặp nguy hiểm, mở Global Silence lên rồi. Combo dồn tất cả vào vị trí của Brew. Nhưng mà Zai đây hoàn toàn thể swap cứu Brew ra được. Có swap hay không? Không swap đến từ Zai. Bắt giờ heo. Một tình huống mà không thể swap đến được. Pycat mở ulti ra và lấy được mạng sensor. Ở đây cắn Strike lên rồi. Lao vào đến từ CCNC nào. Kéo được vào người vị trí của Elder Titan. Elder Titan vẫn bị đóng băng. Zai bẩy skill 2 ra. CCNC lấy được mạng của Elder Titan. Ở đây thì sao? Đây là cú chia hai lối ra để có thể bắt nạt hai người của đối phương. Hổ đang gặp nguy hiểm. Ember cũng đang gặp nguy hiểm, nhưng mà Hổ có thể sẽ chết trước khi Hổ đã hết leap rồi. Ở dưới bot thì PL đang cố gắng rát. Ember thì chắc vẫn còn bóng rồi. Ember hết bóng rồi, nhưng mà vẫn còn quá nhiều máu và mana để có thể di chuyển về. Thậm chí còn có cả cái siêu đến từ skill 3 nữa. Và đấy là một tình huống mà Optic Gaming họ lấy được 4 mạng của Celtic. Họ bỏ mạng lại con tanker Brewmaster rồi. Đấy là một tình huống mà VS đã cố đứng sát được cái mép đồi để có thể swap con Brew xuống, nhưng mà có vẻ như là rank level 1 không đủ. Không, thật ra thì nếu theo anh nghĩ thì nếu trong cái tình huống đấy, nếu mà không swap Brewmaster hoàn toàn có thể swap con Ember xuống, làm chậm cái khả năng dồn dam đến từ thành viên của team Celtic. Nhưng mà có vẻ như là Zai anh nghĩ là Zai chần chừ thôi, chứ làm gì có chuyện không được. Đại ý là thấy đối phương hay là thấy đồng đội nguy hiểm là cũng phải thể hiện skill mình có swap sơ hiểm các thứ. Nhưng thực sự cái tình huống đấy thì hơi khèo đến từ vị trí của Zai thì phải. Mà rất may mắn là các thành viên của Optic Gaming họ vẫn lấy được 4 mạng bên Serenity. Tuy nhiên là cái khoảng cách về lợi thế bên Network đang không nhiều đâu, chỉ mới 2.000 Network thôi. Và PL đang có khoảng farm. Thậm chí là Hổ cũng như là Ember họ đang đuổi gần Network đối với con Brewmaster cũng như là con Storm này rồi. Bên phía Serenity chỉ đánh nhau khi nào mà Global Silence. Và trong khoảng thời gian không có Global Silence thì Optic Gaming họ sẽ đẩy cực kỳ nhanh. Họ pushing cả 3 lên. Phá được một cái Sentry ở đây, tuy nhiên là lộ cái vị trí Ward rồi. Brew 1700 máu, có cái hút. Có lẽ là bên phía CT trong một turn Global Silence họ, nếu mà họ không giết được con Hero này thì có lẽ là họ toàn. Và bây giờ thì spec theo lời của Hoàng Ngô thì anh ấy sẽ lên cho mình một cái Manta. Và đây là một lựa chọn item tôi đánh giá là rất hợp lý. Manta hoặc là thậm chí là Manta xong lên Blade Mail hoặc là Manta xong bắt đầu mới lên Radiant thì cũng được. Có Manta thì con spec nó mới có thể tham gia được combat sau khi mà dính cái Global Silence. Rồi cố gắng vanh vào vị trí của GGG. Zai chắc chắn đã nhìn thấy rồi. Bay vào đến từ Storm. Phát hiện được ra GGG rồi. Kéo vào và một stun rất đơn giản. Và bye bye GGG. Một con PL đang quá thọt rồi. Vừa mới tưởng chừng là được nhường khoảng farm ra để có thể tạo gọi là một chút space ra. Đồng đội tạo space ra để farm. Nhưng mà Storm với cả con VS đã ngay lập tức smoke đi roam ganh. Đây là thời điểm mà con PL rất là yếu. Nên là bên phía team Optic họ chỉ cần hai thành viên là Storm và VS họ có thể giết được con PL rồi. Và Ember đã có cho mình bố set rồi. Đây là một tình huống mang Rosa đến 5 người đến với Optic Gaming. Storm đã có lock. Gần như Optic Gaming họ đang có những là có đầy đủ những cái lượng item để có thể hạn chế được cái sức mạnh của Global Silence rồi. Và CCC thậm chí có cả một con Rosa, có một cái Exit cơ. Smoke có vẻ tình huống là Smoke. Bên phía team CT họ không nghĩ rằng là bên phía team Optic ăn Rosa. Rồi CCNC ở đây một chém chói một ở đầu nào, lock lên, lock là thành công đến từ CCNC. Nhưng mà ở đầu lại trúng vào người của Zai đứng đằng sau. Một tình huống nhằm tay chúng ta rất là tốt đến từ vị trí xin kill. Chính vì vậy mà Optic Gaming họ cũng không sồ vào trong tình huống vừa rồi. Và Storm có cả Kaya, có cả lock rồi. Thực sự đây là một con Storm rất xanh. BL công bộ đang hướng đến một cái defu, nhưng mà 20 phút của defu này có vẻ đang nghèo. Các anh thấy thì PL nếu mà họ thọt thì họ sẽ lên những cái item kiểu mang tính start, kiểu như là lên thêm huyết bên hay là lên chống chẳng hạn. Thì ở đây thì khi mà DG này cố gắng lựa chọn cho mình sống chết lên một cái defusal blade. Thế là nếu mà muốn hướng đến farm thì lên luôn Fury cũng được. Chính xác. Rõ ràng với cái việc thọt như này rồi thì nên hướng tới những item farm. Thậm chí là lên Fury sẽ đệm cho mình một cái ring of hell, nó sẽ hồi máu cho, giúp cho con PL nó có thể farm rừng được tốt hơn. Chứ cứ lên thẳng đồ như này đi đánh nhau thì nó cũng không được tốt cho lắm. Mà bây giờ vớ vẩn lại gãy, đi đánh nhau xong gãy thì rất là khó. 900 máu này PL vẫn giữ đánh nhau ngay thì Storm được. Nếu mà muốn đánh nhau với cả đội hình Optic bây giờ, em nghĩ là PL nên skip cái Manta, lên thẳng cái BGB đánh nhau có thể tốt hơn. Chính xác. Và bây giờ thì với lợi thế chiếm lĩnh bản đồ thì các thành viên của team Optic Gaming họ quyết đẩy vào cái trụ bot này. Ember đã có dây bay. Đây là một Ember mà có thể là khá là sạch, có dây bay, có bố set. Và anh hoàn toàn có thể dead được. Với cái việc cứ spam skill 2 ra như này thì Ember hoàn toàn có thể sẽ bị. Rồi, skill vào, kéo được Ember rồi, stun đè và bye bye Ember.
một tình huống đánh quá chủ quan đến từ Ember. Tôi vừa mới khen là Ember này có thể đem được nhà tốt thì ngay lập tức là 40 giây lên bảng và không có buyback. Nào, bây giờ liệu Baba có mở một cái tình huống gọi là lên high ground hay không? Mở Mulai Shadow là đến từ vị trí của hổ và mở skill 1 ra đến từ Silencer để tiết cản bước tiến của các thành viên Optic Gaming. Nhưng họ trả lên 2 round quá mạnh rồi. Smack thậm chí cũng ra đây để có thể hỗ trợ được lượng gam vào trụ. Bật Fortify lên đến từ Serenity, chỉ còn 20 giây nữa thôi. Bắn ở đâu vỡ xe. Có vẻ vẫn chưa full được ngày, chưa lên chơi đủ đồ đến 2 round thì phía Optic. Thật sự thì cái lượng đam vào trụ đến từ Optic Gaming thì phần nhiều sẽ là đến từ những cái xe bắn đá sau khi mà thu phục được bởi cái Helm Dominator của con Brewmaster, cũng như là cái skill 3 đến từ con Zakiro thôi. Chưa có quá nhiều những cái đồ để có thể gọi là hay là sử dụng những con hero mà đến 2 round dễ như kiểu là Pagna hay là kiểu Rogue, Link các kiểu các thứ. Nhưng mà với một đội hình mà farm để lên game này thì bên phía CT bắt buộc phải chấp những trụ ngoài. Rồi, di chuyển smoke ở đây nhưng mà có vẻ như là mất smoke, đoán được đối phương ở trên đồi nhưng mà có vẻ như không dám vào rồi. Có global silence nhưng mà các thành viên của team Serenity họ không dám vào thực sự, phải đợi hết Aegis đã rồi mới đánh được. Chưa kể là bây giờ thời điểm mà Smack không có ulti, với một cái đội team mà đi tham gia TI như này thì anh chắc chắn rằng họ mỗi lần mà đối phương có những cái skill CD low họ tung ra chắc chắn là các support sẽ ghi lại, ví dụ như kiểu ulti Smack không là ngoại lệ. Và bây giờ thì Optic Gaming họ thậm chí còn farm cả bãi rừng của bên team Serenity. Trong khi đó Serenity đến 2 core họ phải stick với nhau để di chuyển lên trên top như thế này. Speck thì đã có Manta rồi và Speck đang hướng tới một cái Radiant. Nào, đi ganh vào vị trí của Speck. Speck có Manta thì hoàn toàn thể né được những cái chói hay là những cái skill đến từ con Silencer. Arrow vào. Tại sao lại thế nhở? Tại sao lại mở màn một ganh bằng cái Arrow của con hổ? Có lẽ như là họ chỉ muốn trụ thôi chứ, đuổi đánh nhau. Đuổi Spec về ra để ê đi về đi, tao có 3 người đây cho tao túc put trụ này đi. Nhưng mà đuổi Ember về, đuổi con Spec về thì bây giờ các thành viên của team Serenity họ lại đi về. Trong khi đó Optic Gaming họ chủ động smoke ở đây. Và Ember và Ender by the Titan chết rất đơn giản. Và CCNC trong game đấu này không biết CCNC có muốn lựa chọn cho mình cái Black Stone hay không. Không phải đang hướng đến một cái Orchid. Nên phải cái Orchid thẳng vào Ember. Thank you. Không cho Serenity có cơ hội thở. Tuy nhiên lên đồ như này mà đồng nghĩa với việc đánh được cái thêm chói hay là global silence của con Ember hay là con silence thì con Storm chết rất là nhanh. Nó không có lượng máu. Rồi, chúng ta thì thấy là điểm mạnh duy nhất của CCNC bây giờ anh là có rất nhiều mana, 1700 mana nếu như đổi sang cheat tiếp theo. Và cái lượng sát thương vật lý cũng không nhỏ một chút nào. 150 dam. Sensor vừa mùng với smoke. Và 150 dam này còn cộng với cả dam của VS nữa thì nó rất là nhiều. Tuy nhiên là con Storm thì anh biết rồi, cái khả năng mà gây dam, gây sát thương của nó thì rất là lớn. Nhưng mà đồng nghĩa với con Storm nó rất ít máu. Không lên Bloodstone thì Storm cái lượng máu này hoàn toàn khả năng dồn dam trong một turn. Chói một cái turn rút đến từ cái chói của con Ember thì hoàn toàn Storm có thể chết. Bất đắc kỳ tử ở đấy. Con hổ trông có vẻ bị cà giật đấy nhỉ. Quan trọng là bên phía team Serenity họ phải timing cực chuẩn để có thể bắt được Storm này. Bởi vì cái lốc nên là cái arrow bắt buộc là phải dành khi mà con Storm mà lốc lên thì mình thay mình cái arrow đấy. Đây là có một smoke đến smoke phía 5 của người. Serenity. Một tình huống này họ có vẻ như họ sẽ smoke cố gắng ăn được cái gọi là ăn một hai người ở mid và xong đó put cái mid này, nhưng mà bóng của Zakiro đã phát hiện ra rồi. Ơ kìa, chói vào một bóng này còn tận hai bóng đằng sau. Con nào là con thật nhỉ? Và lộ hàng rồi. Chắc chắn là PVD anh đánh giá gọi là có thể nhận ra cái điều đấy rồi. Và VS của Zai sẽ di chuyển về nhưng mà Zai không có TP. Zai sẽ chết ở đây. Và một mạng này là hợp lý. Một tình huống mà buy space rất nhiều trong thành viên của team Optic Gaming. Đấy là một tình huống mà Zai anh ấy biết là có smoke nhưng mà chỉ là một support thôi. Tạo space luôn. Và đây là một chút gọi là câu thời gian để cho con spec của Pycat anh ấy lên cho mình Radiant. Và thậm chí Aspect có level 15 rồi. Một con Spec carry. Thời điểm early game hơi chọt một chút nhưng mà bằng level với cả Ember. Đây là một cái khu vực mà có Wood. Có Wood đến rồi. Chém chói được vào người của Bye Bye PPD. Ở đằng sau Brewmaster đang bị giữ chân. Mở được ulti ra đến Brewmaster và Bye Bye đó chính là Ender Titan. Ở đây thì nào, Silencer cũng sẽ chết theo. Truy sát Ember.
Ember vẫn còn bóng nhưng mà bay ở vị trí này thì quá lộ liễu rồi. Và Ember hoàn toàn có thể chết ở đây. Ember còn một lần bay nữa nhưng bị stun đến từ con gấu đá của Brewmaster. Và một tình huống 1 đổi 3. Và PVD anh đã và đang làm tốt trong cái tình huống này. Đấy là một tình huống mà Ember để cái bóng quá gần. Bay quá lộ hàng. Và đây là một cái tình huống có thể nói là lãi đến 1.000 gold cũng như là đến khoảng 3.500 XP dành cho thành viên của team Optic Gaming. Spec thì đang Spec đang hướng đến một cái Radiant, sắp có Radiant, bây giờ có 3.000, hơn 3.000 giống người, còn PL đang hướng đến một cái Manta. Rõ ràng là cái việc mà anh thấy là nếu mà đối phương có những con hero có khả năng dồn đam phép mạnh như một Storm thì PL họ hay lựa chọn như kiểu là hút kiểu lên những cái item như thế đầu tiên thì sẽ giúp cho là con PL nó cứng cáp hơn một chút, vừa đi lên vừa có lượng regen. Nó có vẻ như PL của GG anh ấy đánh rất là dứt khoát, lựa chọn những item thuần đam rồi, thuần sát thương. Và nó là những item to, đánh như late game luôn. Thì em đánh giá như nào về cái logic đấy của GG? Thứ hai lên cái hút. Lên hút thì sẽ làm chậm ra lên defuse của con PL. Nếu mà lên defuse xong lên hút thì lúc đấy con Storm nó đã có cái silence rồi. Thì cũng không thể nào né được cái silence của Storm, nên là quyết định lên mặt đai thời điểm này là sáng suốt. Không, ý của anh ấy là đáng nghĩa là phải first item là một cái hút đi, thì sẽ hạn chế được cái lượng đam thời điểm video game, cũng như cái việc mà nó đi lên với con Brewmaster nó cũng sẽ không nguy hiểm lắm. Nhưng mà GG anh ấy lại sống chết lên cho mình một cái defusal. Và bây giờ rõ ràng là với cái việc mà lựa chọn item như thế thì cứ phải đi di chuyển rất xa để có thể farm lên, tránh cái việc mà bị quái rừng cắn để mất máu như thế. Mà có vẻ như là GG anh ấy chết nhiều, xong rồi đến lúc mà ra được cái chỗ farm thì rất mất nhiều thời gian. Swap được vào Silencer rồi, và Silencer có thể sắp xếp ở đây rất nhanh. Và VS đang lựa chọn cho mình đó chính là một cái Vanguard rồi, có vẻ hướng tới một cái Crimson, hạn chế cái lượng đam đến từ con PL, có bóng của PL. Đây thì Ember đang hướng đến một cái BKB. Bên phía Optic họ vẫn đang chờ Roshan. Spec đã có cái Relic rồi, 3k8 trong người rồi. Và bây giờ thì anh ấy sẽ hướng tới cho mình một cái Radiant. Có lẽ là Miana lên cần phải một cái BKB sớm. Bây giờ lên BKB thì có thể không sợ được cái Radiant Spec lắm, nhưng mà nếu mà lên defuse thì bắn sẽ bị mid. Hơn thế nữa thì lượng đam phép của Storm bây giờ cũng rất là lớn, chỉ bắt bớ vào con Miana một lần thôi là nó chết luôn. Và nếu như mà con hổ này không hoàn thành cho mình BKB sớm thì trong combat gần như chỉ cần một bật ulti lên từ Spec thì chắc chắn là hổ nó cứ phải leap chạy rồi, nó không dám đứng lại gây đam nhiều. Và có Radiant rồi, phút thứ 27. Spec của Bycat đã có Manta, Radiant cũng như là Dày và Linh Aquila. Một con Spec theo anh đánh giá là xanh, 12.800 net worth ở phút thứ 28. Với cái việc mà phải đi lên khó, đi với cả hổ với ET chết mấy mạng đầu thì cái việc bây giờ Spec có Radiant là em gọi tương đối xanh. Khi mà Spec quyết định lên một cái Manta trước và ăn được rất nhiều mạng. Thật sự thì ở lúc đầu ban pick thì anh cũng đã có nhận định rằng Optic Gaming thì họ có Bycat thì anh ấy đánh những hero tay dài không tốt. Chính vì vậy mà anh nghĩ là nếu mà những Celebrity họ muốn có lợi thế thực sự thì họ nên ban tất cả những hero tay ngắn đi, những con carry tay ngắn đi. Chứ để cho Pycat cầm Spec như này xanh quá, thực sự nó là xanh quá luôn đấy. Hướng đến một cái hurt từ bên phía của GGG, nhưng mà có vẻ lên hơi lâu. Rồi lần này là Pycat còn mở Manta ra trước để có thể đi lấy hoặc là lấy sai trong rừng. À đâu, tình huống đi vào D-Wood. Đánh rất là cẩn thận đến những Optic Gaming. Có vẻ như cái việc mà rơi xuống cánh dưới là khiến những Optic Gaming nhận ra bài học rồi. Không crow cũng như là phải chai hát mọi lúc mọi nơi. Và bây giờ đối đầu với một team Trung Quốc là Senility, họ đang đánh cực kỳ bó cẩn. Nhưng tuy nhiên là lợi thế là không nhiều, chỉ có khoảng 4.000 net worth thôi, chênh lệch cả 10.000 XP nhưng mà chỉ là 4.000 net worth thôi, chưa đủ tín cho lắm. Vào phút thứ 30 chỉ còn một lần combat thắng thôi là cái khoảng cách này hoàn toàn sẽ lấp lại. Và Roshan đã ra rồi, đây Roshan thứ hai có cheese. Một tình huống mở Moonlight Shadow của các thành viên Senility, họ di chuyển ra Roshan, nhưng mà các thành viên của team Optic Gaming họ chưa vội vàng ở Roshan đâu, họ vẫn đang đứng đây xin kêu bắn như là lộ ấy rồi, lộ tầm nhìn rồi, cũng như lộ ra Moonlight Shadow. Trong đó gì bị Roshan đấm vào, bắt buộc thả bóng ra để đi hết Sentry ở khu vực này. Trong khi đó thì Ember đang hết mana rồi, Ember bắt buộc phải có một tình huống di chuyển về hồi mana. Và Spec của Pycat lại đang di chuyển xuống cái bot để farm. Lợi thế của con Spec là rất lớn khi mà cái việc mà đồng đội cứ stick đi đánh nhau, Spec chỉ cần mở ulti ra rồi là hoàn toàn thể bay ra để hỗ trợ cho đồng đội của mình. Mua một cái smoke để mình ra kiểu. Rồi bay vào đây ăn bounty. Ok, CCNC anh làm gì này? Rất may mắn là về kịp rồi. GGG có sử dụng cho mình cái Universal Blade nhưng không thể nào cản được con Storm.
Storm ra hướng đến cho mình một cái BKB. Lên cái BKB này bên Seti hầu như không có skill nào thể cản Storm nữa. Và Storm đã có cho mình một cái Orchid rồi. Nếu như bây giờ cái rồi có cả Rana Ken ở đây cho CCNC rồi, chắc chắn sẽ là một tình huống bay thẳng xuống cái bot đến từ CNC. Và 4 run bounty ở phút thứ 30 dành cho các thành viên của team Optic Gaming. Ember cũng sắp thành cho mình cái BKB. Có BKB thì cái việc ra vào combat của Ember rất là dễ. Ok kìa, Pycat lại cướp Rana Ken. Rồi có một tình huống có thể nói là hơi gọi là hơi không nhường nhịn rồi. Có vẻ hơi ích kỷ đến từ vị trí của Pycat. Anh tưởng là run Arcane là mặc định được nhường cho Storm nhá. Như vậy có vẻ Storm đang đi về nhà. Nhưng mà đấy là run phút thứ 30 mà. Ok, một tình huống smoke đến từ Optic Gaming. Scan nhưng mà không trúng ai rồi. Rồi scan trúng rồi, biết đối phương ở trên này. Bay vào cho Storm, mở ulti ra, respect và bye bye silencer rất nhanh. Ở đây thì PL đang bị đấm vào. PL hoàn toàn thì phát hiện ra và PL cũng chết theo. Brewmaster đã mở ulti ra rồi. Ở đây Spec cố gắng đấm vào người Aether Titan. Nhưng Aether Titan về được khi mà có cả Ember lẫn Hổ đang bảo kê ở khu vực này. Một tình huống mà có thể nói là áp vào rất nhanh. Và bây giờ họ sẽ lao ra ăn con Doshan này. PL có buyback nhưng mà silencer thì không. 30 giây lên bảng. Đó là một khoảng thời gian là đủ để cho Optic mình họ ăn được con Doshan này. Và đây là con Roshan thứ hai có cho mình exit. Buyback ra đến từ PL. Các thành viên của CLT họ muốn ăn Roshan, nhưng mà Optic Gaming họ tản ra rất nhanh. Băng vào là chính xác rồi. Và Ember hoàn toàn thì sẽ chết đây. Stun đè là thành công và bye bye Ember. Ở đằng sau GG đang đấm nhau với cả đó chính là Brewmaster cũng như là Spec. Nhưng mà lại lần nữa đóng băng là tốt không. Đóng băng không trùng đến từ BBD. Mở mũ lai sa đâu lên nhưng mà PL lộ sai rồi. Rồi sử dụng Manta ra để né được cái đớt của con VS. Ở trong này vẫn cố gắng đấm vào vị trí của Roshan. Zai hoàn toàn từ nhà Roshan mở global silence lên. Nào, Zai nhặt được Aegis rồi, Zai còn ăn cả Aegis cơ các bạn ơi. Ở đây Hổ đang 1 tình cân 4 nhưng mà bye bye Hổ rồi khi mà Storm đã kéo được Hổ về. Và godline dành cho CCNC. Đấy là một tình huống mà Ember đánh khá lỗi khi mà lao vào combat nhưng không bật BKB. Không bật kịp cả skill 3 luôn. Hoặc là anh ấy phải là người lao vào đầu, hoặc là anh... Nói chung là Ember em thấy đánh giá cái tình huống đi bộ vào như thế là rất là fail ấy. Và một cái item 4.000 tiền farm hết 10 phút của Ember, anh đã không sử dụng trong cái tình huống đấy. Và mất Ember quá sớm, đấy là khiến cho team CLT họ combat chỉ khoảng 3, còn 3 người thôi. Silencer có TV ra nhưng mà lúc đấy là chỉ một cái global silence nhưng mà để làm gì. Và rất là đáng khen nó ra trong cái tình huống đấy. Anh giết được cả Roshan, cướp được cả Aegis. What the player. Hơn thế nữa thì cái việc mà họ có ET họ hoàn toàn có thể cho bóng vào xong rồi stun trước là con Ember bay vào sau, chứ nếu mà đi thẳng cả ba thành viên vào như thế thì hoàn toàn Storm có sai có thể nhìn ra nó bớ được con Ember. Đấy là một tình huống mà Storm bớ thẳng vào mặt Ember và Ember không kịp bật BKB. Thật ra thì em biết điều đấy lại nó thể hiện cái gì không? Nó là kiểu đánh kiểu teamwork. Không, ý anh đang nói tới vấn đề kinh nghiệm em ạ. Thì giống như kiểu anh hỏi em là em hiểu vấn đề gì không, em cũng bảo là teamwork, nhưng thật ra nó phải nói là kinh nghiệm. Nó là kinh nghiệm, em hiểu không? Đừng có đâm vào Celerity. Rồi, sao? Thật ra trước game đấu này thì Hoàng Ngô có ra thủ với tôi là anh ơi, Celerity hay không? Và ở đây thì thôi, hổ của Hoàng Ngô, tài. Thậm chí còn không thèm ăn mạng để quay ra đây có thể đấm vào người Aether Titan. Đáp mục cứu. Và có lẽ ở đây sẽ là một game đấu mà dễ dàng cho Optic Gaming rồi, khi mà họ đã quá outing rồi. Thực sự pick cho mình một cái layup mà trông có vẻ là hơi yếu ở thời điểm early game, nhưng Optic Gaming họ thắng ở lên và họ outing cái game đấu này từ cái việc đi lên. Gần như PPD đang hack não tất cả chúng ta rồi. Có vẻ như là Optic sẽ không có thể thắng ở game này khi mà Spec bây giờ đã quá là out đồ. Hơn thế nữa Spec đang có sách cầm chi. Còn bây giờ con VS nó có quá nhiều đồ để có thể counter được con PL. Bây giờ PL không thể nào là chết VS ngay được. Chính xác, thậm chí VS còn có cho mình đó chính là Crimson Guard. Tí nữa thôi VS cũng tình huống mà đứng đẹp, VS hoàn toàn có thể swap đối phương ra để cho đồng đội mình đánh. Và VS với cái việc mà châu bò này có thể đi từ ra, không ngại ngần cái sức mạnh của đối phương đâu. Chúng ta thấy thế, bóng của PL đấm con VS không mất một chút máu nào cả. Và Spec thì lên thẳng cho mình đó một cái hurt. Và với lợi thế của Roshan như thế này thì tôi nghĩ rằng các thành viên của team Optic Gaming họ hoàn toàn thể đi về regen. Xong rồi chút xíu nữa thôi họ sẽ stick với nhau và đẩy lên top này. Không nhất thiết là phải hội vàng. Storm thì đang hướng tới cho mình đó chính là một cái Siva. Bên phía team Optic họ có rất nhiều item để counter PL. Siva rồi Crimson. Và thực sự cái lượng đam đến từ con Ember thì tại các thành viên của team Optic Gaming họ không quan tâm lắm. Bởi vì họ đã có một cái pipe inside đến từ vị trí của Brewmaster. Smoke 2 người đến từ thành viên của team Serenity. Có lẽ là chỉ đi smoke để đi ăn run bounty thôi. Và PPD ăn được run DD. Ồ,
ra thì cái turn Moonlight này chỉ là để nhằm vừa smoke vừa Moonlight thì gánh lẻ. Bây giờ mà bảo bên Chaiti họ không có một cái disable là chủ động mà họ smoke đi gánh thì nghe có vẻ là hơi tiêu. Và team Chaiti thì họ đang trông có nghĩa là càng đánh thì chúng ta thấy cái điểm yếu về mặt ban pick của Chaiti. Họ pick quá tham, pick vào Elder Titan, pick vào vị trí của Silencer. Nhưng mà rồi đến lúc mà để lựa chọn cho mình cái việc đi gánh lẻ thì CRT họ không thể thực hiện được. Họ bắt buộc phải cần đến con Ember lao vào để chém chói. Nhưng mà chỉ việc cần chém chói đến Ember thôi thì các thành viên Optic Gaming họ hoàn toàn thể sử dụng skill của mình lao ra để hỗ trợ cho đồng đội. Nào thì là Brewmaster, nào thì là Storm, nào thì là Spectre. Có quá nhiều thứ khó chịu ở đây. Chính xác hơn là họ không có một cái mùa nào tử tế cả. Chính xác rồi. Đã còn lốc mình cho Zakiro, vậy bây giờ còn lốc thì có thể counter còn Nana rồi bay ra và bay đi rồi. Chúng tôi là all kit cho nó có cẩn. Và đây là một mạng chia đều dành cho thành viên của Optic Gaming. GG die 8, chết 80 giây và không có buyback. Rồi PVD cầm Zakiro phút thứ 36 đã có level 20. Bây giờ sẽ có talent cộng 150 gold per min. Đó là một trong những cái talent mà khiến cho con Zakiro nó trở thành đại gia phú núi. Một chút nữa thôi, nếu như thêm được kéo dài một chút thì Zakiro, tôi hứa với các bạn sẽ là những cái tình huống mà cầm Aendith, cầm Hex, cầm cho mình thậm chí là hướng lên cả Refresh, cầm Hex được 2 lần các kiểu các thứ cho nó bó cẩn. Quá giàu rồi. Và từ thời điểm này thì không có bất cứ thành viên nào CNT họ có buyback cả. Nhưng Optic Gaming họ vẫn rất bình tĩnh, họ di chuyển xuống với bot. Không, đây là một tình huống mà đảo rừng thôi. Để cho creep ở mid tràn vào gây áp lực ở cả hai lên. Không có Spectre. Spectre tí nữa sẽ ulti lên sau. Và bây giờ thì Kabini không thảo một chuyện gì, đứng ngoài nó băng luôn. Bay vào mở ulti Aspect, Global Silence mở lên. Nhưng mà Silencer sẽ chết đây, Ember bật PKB. Nhưng mà trông cái lượng đam kìa. Trời ơi. Fuck. Cái lượng đam từ Spec và Storm bây giờ rất là lớn. Thậm chí là 33 không thèm lao vào luôn. N ở Titan trong cái tình huống đấy thì bị Pycat gọi là củ trỏ và chết thôi. Không biết làm gì. Spec ngủ ulti ra bay lên. Và hai support của Senority họ nằm lại luôn. Quá khó rồi. Spectre quá trâu khi mà anh đã có cho mình cái hớt. Miana lên một cái Hooding Pie. Không lên BKB. Và sau item này thì Spectre của Vycat hướng tới cho mình Butterfly. Có vẻ như là chưa kịp hoàn thành Butterfly đâu, họ đã giành chiến thắng rồi. Khi mà bây giờ một tình huống combat chỉ có 3 co của bên CNT. Hổ lít vào mở. Mở. Lít vào, lít ra luôn. Fog ra luôn. Rồi Pycat thì đã phát hiện ra vị trí của ZZZ và lao vào đấm ZZZ để câu giờ cho Ember, cho con Billmaster đập nhà. Nhưng bài ZZZ rồi. Và Beyond Godline dành cho CCNC. Một game đấu có thể nói quá dễ dàng cho con Storm của CCNC rồi. Nào, mở ulti ra Aiden không xin nhê. Khi mà Pycat đã có cho mình cái hurt, thậm chí ở đây còn có cả Cheese. Và ZZZ rồi, con ZZ. Và xin chúc mừng cho Optic Gaming. Họ đã có game đấu là game thắng đầu tiên trong cái MOBA đầy may rủi đánh thua này. Và chúng ta sẽ nghỉ ngơi ít phút trước khi đến với game đấu thứ hai giữa Optic Gaming. Và đây chúng ta thấy là bút tại Vancouver. Rồi, các thành viên của team Optic Gaming di chuyển ra rất thoải mái. Trong khi đó thì Serenity đối đầu với một đội team đầy kinh nghiệm bản lĩnh. Họ thực sự đang bị sốc rồi. Không có bắt tay luôn. Hết trận 2 bắt tay. À hết trận 2 bắt tay, ý em là 2-0 luôn đúng không? 2-0. Sau khi xem trận 1 thì Hoàng Ngô quay sang với tôi 2-0. Ok anh, ok em. Rồi, các thành viên của team Serenity trông mặt buồn rười rượi. Ông này trông chả buồn gì. Xong rồi. Không buồn mới là có vấn đề. Xong rồi, trông ông lao mặt cũng tươi tỉnh lại. Khó hiểu quá. Thực sự thôi thì Optic Gaming họ cũng dù gì cũng là có PPD, làm sao mà có thể thua được team em. PPD thì ủi game dễ vơ lờ. Quay sang bài cát mày thấy tao pick được không? Đấy. Vesu Spirit anh ta nên cẩn thận. Spirit đã lao lên rồi. Chỉ là một tiếng đạp stun một người thôi. Tuy nhiên đã có ultimate được ra. Swap Phoenix ra để có thể hứng chịu lượng đam hộ mình. Tuy nhiên Vesu Spirit vẫn phải lên bảng điểm số. Ủa, dạ, 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 dạ. Cái kiểu ra rồi, càng là một rồi. Chạy ngay đi. Xem T8 cùng 2 bài Critic VN tại Nimo TV. Không khí gaming đỉnh cao mọi lúc mọi nơi với Nimo TV.
mommr.com. Học chơi Dota 2 đơn giản và hiệu quả. MoMMR là một nền tảng hướng dẫn chơi Dota 2 ưu việt với đầy đủ các tính năng như giúp bạn lựa chọn hero theo role, win rate, hướng dẫn chơi từ cơ bản đến nâng cao qua hệ thống video, phân tích hero chuyên nghiệp đầy đủ. Hãy đăng ký ngay gói Go Pro để sử dụng đầy đủ các tính năng của trang web. Hơn nữa, ở phiên bản cập nhật mới nhất, MoMMR đã thêm vào những tính năng mới vô cùng hấp dẫn. Weekly Cup với phần thưởng là những món đồ Arcana cho những người thắng cuộc. Hệ thống nhiệm vụ phân cấp với phần thưởng là coin sử dụng trên trang web. Phân tích sau trận đấu một cách chi tiết từng hành động của bạn. So sánh lối chơi của bạn với những Gosu hàng đầu thế giới. Dự đoán kết quả TI8 một cách khoa học theo thông số với MoMMR và có cơ hội sở hữu những món quà giá trị. Hãy sử dụng ngay MoMMR để trở thành cao thủ Dota 2. MoMMR.com. Học chơi Dota 2 đơn giản và hiệu quả. MoMMR là một nền tảng hướng dẫn chơi Dota 2 ưu việt với đầy đủ các tính năng như giúp bạn lựa chọn hero theo role, win rate, hướng dẫn chơi từ cơ bản đến nâng cao qua hệ thống video, phân tích hero chuyên nghiệp đầy đủ. Hãy đăng ký ngay gói Go Pro để sử dụng đầy đủ các tính năng của trang web. Hơn nữa, ở phiên bản cập nhật mới nhất, MoMMR đã thêm vào những tính năng mới vô cùng hấp dẫn. Weekly Cup với phần thưởng là những món đồ Arcana cho những người thắng cuộc. Hệ thống nhiệm vụ phân cấp với phần thưởng là coin sử dụng trên trang web. Phân tích sau trận đấu một cách chi tiết từng hành động của bạn. So sánh lối chơi của bạn với những Gosu hàng đầu thế giới. Dự đoán kết quả TI8 một cách khoa học theo thông số với MoMMR và có cơ hội sở hữu những món quà giá trị. Hãy sử dụng ngay MoMMR để trở thành cao thủ Dota 2. Về Su Spirit, anh ta nên cẩn thận. Spirit đã lao lên rồi, chỉ là một tiếng đạp stun một người thôi. Tuy nhiên đã có ultimate được à, swap Phoenix ra để có thể hứng chịu lượng đam hộ mình. Tuy nhiên Về Su Spirit vẫn phải lên bảng điểm số. Ôi, dạy cả đam người đây. Cái kiểu dao cao này của Ryder, chạy ngay đi. Xem T8 cùng 2 bài Creative VN tại Nemo TV. Không khí gaming đỉnh cao mọi lúc mọi nơi với Nemo TV.
Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một app di động cực kỳ hữu dụng vào thời điểm hiện tại. Đấy là một app di động có thể giúp cho anh em có được một card Mastercard ảo ở trên mạng để anh em có thể thanh toán được rất nhiều thứ mà với cái tài khoản ngân hàng khi chưa đăng ký Mastercard thì anh em không thể thực hiện được. Ví dụ như là mua đồ trên Steam này, hay là quan trọng hơn là donate cho kênh 23 Creative, donate cho anh em mình này. Và ở kỳ TI lần này thì mình sẽ có đó là mua vé ở trên TrueMoney, các bạn sẽ được giảm giá. Ngay bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách đăng ký và sử dụng app TrueMoney tạo thẻ quy cạc ảo giúp anh em mua sắm online thoải mái. Đầu tiên các bạn tải app TrueMoney, tìm theo keyword TrueMoney Việt Nam tại CH Play hoặc App Store. Để sử dụng TrueMoney cũng như tất cả các ví điện tử khác, anh em cần cung cấp một số thông tin để định danh tài khoản theo quy định. Các định danh rất đơn giản, anh em làm theo các bước sau. Điền đầy đủ thông tin cá nhân theo hướng dẫn, sau đó các bạn phải xác thực thông tin chủ tài khoản và cung cấp thông tin ngân hàng. Trong phần cài đặt, anh em chọn định danh tài khoản, lựa chọn tiêu chuẩn, chọn xác thực chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu. Tại phần xác thực thông tin, chọn chụp mặt trước và tải ảnh chụp chứng minh thư nhân dân mặt trước lên, giống như Ruki đang làm này. Sau đó là chọn mặt sau. Tiếp tục chọn chụp chân dung. Lưu ý các bạn phải chụp trực tiếp chân dung có cầm chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu trước mặt. Trong vòng tối đa 24 giờ tài khoản của bạn sẽ được xác minh. Cách cung cấp thông tin ngân hàng. Ngoài 4 ngân hàng đã liên kết sẵn với TrueMoney là Vietinbank, TPBank, ABBank và BIDV, các bạn có thể sử dụng tất cả các ngân hàng nội địa khác. Link hướng dẫn mình sẽ để ở phần caption. TrueMoney là một trong những tài trợ cho toàn bộ sự kiện TI8 cũng như là Popstorm Magnetize năm nay của kênh 23 Creative. Anh em sử dụng app TrueMoney cũng đồng nghĩa với việc là đã ủng hộ cho 23 bọn mình. Chúc anh em có một kỳ TI xanh mượt như màu ngọc lục bảo. Và đừng quên là mua vé Popstorm ở trên TrueMoney thì anh em sẽ được giảm đến 50k nha.